Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay lại với channel của mình. Ngày hôm qua mình có like một cái video đập đồ. Thì trong lúc đập đồ, trong lúc like thì có một bạn có comment chia sẻ cho mình về một cái cách đập đồ. Hai trắng, một lam, ba trắng. Bạn có chia sẻ là các em đập như vậy, theo cái cách thức như vậy thì có 5 món đã có tài năng đặc biệt rồi. Ok, video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ thử cho anh em xem là đập theo cái cách như vậy, test thử làm con chốt thí cho anh em thử xem là cái cách đó có hiệu nghiệm không nhé anh em. Ok, mời anh em cùng vào video và xem với mình nhé. Rồi, bây giờ thì mình đang ở trong cái tài khoản có một cái món phụ kiện cam. Nó chính là chiếc sừng thịnh nộ. Thì ở trong rất là nhiều video mình có chia sẻ hoặc là một trong rất là nhiều like anh em có hỏi mình nếu mà chơi bộ, chơi kỵ, chơi cung gì đó thì nên ưu tiên những cái phụ kiện như thế nào. Bản chất anh em nên hiểu như thế này, những cái phụ kiện nó đều thích hợp cho tất cả những con tướng. Nếu như mà anh em chỉ đánh on field thôi thì anh em không cần phải quan tâm quá nhiều về phụ kiện đi cho con nào. Bản chất con nào cũng cần sừng vì con nào cũng cần nổ nhanh, ra skill nhanh. Chính vậy sừng là cái món trang bị được ưu tiên đầu tiên. Rồi sau đó thì đến một số các vật phẩm tiếp theo, ví dụ như là dao. Dao găm là cái phụ kiện thứ hai mà anh em nên để lên. Tiếp đến dao xong rồi thì anh em có thể lên nhẫn hoặc là lưới Mora các thứ cũng được. Đó, nó là như vậy. Thì sắp xếp theo thứ tự thôi, anh em có thể lên sừng, rồi tới dao, rồi tới nhẫn. Đó, cứ như vậy. Rồi nếu mà xong ba cái phụ kiện này để dành cho đánh on field, anh em có thể quay lại sừng nhé. Bởi vì con nào cũng cần sừng hết. Rồi trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đập theo cái công thức mà bạn đã chia sẻ nhé. Bạn Nono. Đấy. Chiều nay hy vọng là bạn sẽ xem cái video này và nếu như mà đập được đồ thì là anh em có thể áp dụng thêm như vậy, còn nếu mà không đập được thì chắc là anh em sẽ tìm bạn khá nhiều. Đấy. Rồi bây giờ là đập hai trắng, một lam, ba trắng đúng không? Hai trắng để mình tìm xem có món nào trắng nào. Ủa sao nó không tìm được vậy ta? Không có món trắng hết à? Đây trắng. Trắng thì bây giờ mình sẽ đập đập cái gì cũng được nhỉ. Hai trắng. Một nè, hai nè, hai trắng, một một lam, xanh lam. Đây là xanh lá cây nhé, xanh lam là cái này nhé anh em. Đó, xanh lam là những cái này nè, xanh lam đập gì đây, đập này đi. Đây rồi, lại đập tiếp ba trắng. Chà, công thức có vẻ hơi cầu kỳ. Công thức có vẻ hơi cầu kỳ. Một, hai, ba. Trời má, cái thứ ba sao nổ tài năng cho thấy nhận nhận dưới trời. Thôi chọn đại đi nhỉ, chọn đại đi. Rồi hai trắng, một lam, ba trắng. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành đập cái món phụ kiện cam nhé anh em. Ok, trước khi đập cái phụ kiện là chiếc sừng thịnh nộ, nếu như anh em xem tới khúc này thì anh em ủng hộ cho mình xin một like, ủng hộ cho mình một đăng ký nhé, cảm ơn em nhiều nhé. Rồi như vậy là đáp áp dụng đúng công thức hai trắng, một lam, ba trắng. Các em đập như vậy thì được 5 món tài năng đặc biệt rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử nhé. 50 triệu vàng cho một cái phụ kiện cam cực kỳ là đắt vàng nhé anh em. Trời ơi, quá trời là vàng luôn. Trời ơi, tốn vàng dữ vậy. Tốn vàng thực sự luôn ấy. Rồi, 50 triệu vàng và đập theo đúng công thức như bạn đã chia sẻ làm con chốt thí cho anh em đây. Lên không, nổ không. Vô. Action. Vô. Trời ơi. Wow, trời ơi. Không thể nào diễn tả được, cực kỳ là đẳng cấp anh em ạ, rất là đẳng cấp luôn. Một công thức ai chà.
Mình cũng không dự định là sẽ tin bạn đâu, bởi vì nghe nó ảo vãi cả trưởng ra. Nhưng mà đúng đúng như anh em nhá, nếu như anh em không tin, anh em có thể tìm lại cái video like ngày hôm qua mình đập về một con dao ở cái khao ở bên kênh Dom 18-18 ngày hôm qua, đập búa đập trứng đấy. À, ngày hôm qua chơi cái sự kiện đập đập búa đấy anh em. Anh em có thể xem lại cái like và chất lại comment nhá. Mình lấy cái comment của bạn Nono ở trong cái like đó ra, và bây giờ test thử cho anh em xem hiệu quả thì ngoài sức mong đợi, không biết là may mắn hay là không, nhưng mà anh em cứ thử nhé, biết đâu được anh em. Người ta cũng đã đập được 5 món rồi mà mình tin chắc là bạn này không nói phép. Đấy, bởi vì trong lúc mà mình chơi đập búa thì bạn cũng có chia sẻ cho mình là nên chọn chọn những cái ô ở ngoài cùng, thì mình cũng làm y chang như bạn bạn chia sẻ, thì cũng đã ba tầng đều chỉ tốn một búa thôi, 1 đến 2 búa là đã có thể lên được tầng tiếp theo rồi. Ok, anh em cũng có thể tham khảo cái video này nhé. Quá là tuyệt vời luôn. Không thể tin được anh em ạ. Trời ơi, không thể tin được, lần đầu tiên đập ra tài năng đặc biệt. Quá là kinh khủng. Quá là dữ dội luôn. Rồi, như vậy là cái video test ngày hôm nay thực sự là nó có tác dụng nha anh em. Rất là có tác dụng luôn. Hy vọng là anh em sẽ thử, mình nghĩ vậy, nên thử anh em ạ, bởi vì nó không chả mất gì cả. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn em đã xem video. Nhớ nhấn like và nhấn đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chúc anh em thành công nhé. Và nếu không thành công, anh em có thể thử lần 2, lần 3. Mình nghĩ là bạn đã đập được 5 món tài năng đặc biệt theo cái cách này rồi, thì mình tin chắc là cái khả năng là xác suất, nếu như anh em đập mồi như vậy, có khả năng xác suất là đập ra tài năng đặc biệt nó sẽ cao hơn. Ok, bye bye anh em nhé. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé.